Rất vui khi được gặp lại các bạn trên kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng đến với bản tin Hit của Sơn Tùng MTP khiến game thủ thế giới mê mẩn. Dominic Beck còn cho biết đây là ca khúc mà anh vô cùng yêu thích. Mới đây, game thủ nổi tiếng người Đức Dominic Beck đã khiến cộng đồng game thủ Việt Nam bất ngờ khi anh mở hai bản hit của Sơn Tùng MTP là Cơn Mưa Ngang Qua và Nắng Ấm Xây Dần trên kênh thông tin cá nhân. Dominic Beck cho biết đây là hai ca khúc mà anh vô cùng yêu thích. Ca khúc này không phải tiếng Anh nên các bạn hãy nghe thử nhé. Hình như là tiếng Hàn Quốc. Tôi cũng không biết mình đã nghe thấy ca khúc này ở đâu, nhưng đây là một trong những ca khúc tôi rất thích nhất. Sau một hồi ngân nga theo giai điệu của ca khúc Nắng Ấm Xây Dần, Dominic Beck khẳng định lại, đây hình như không phải tiếng Hàn Quốc, đây là ca khúc của Việt Nam. Không chỉ hát theo giai điệu bài hát, Dominic Beck còn giới thiệu ca sĩ thể hiện ca khúc bằng tiếng Việt là Sơn Tùng MTP. Dominic Beck, tên thật là Dominic Remeter, là một game thủ chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới. Trong sự nghiệp của mình, anh đã gặt hái được nhiều thành công trên đấu trường quốc tế với Dota 2. Hiện nay, anh chàng người Đức này được đánh giá là một trong những game thủ xuất sắc nhất thế giới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.